Kính thưa quý ông bạn chị em, sáng hôm nay là ngày 12 tây tháng 8, chúng ta lại thấy những cái gương mặt rất là quen thuộc đã đồng hành với chương trình Tiếng Hát Vì Người Nghèo trong 12 năm qua. Và sáng hôm nay đúng 4 giờ sáng, con và các thành viên đã có mặt tại khu vực của nhà hàng Đông Hồ tại Sài Gòn để chuẩn bị chương trình đến để chia sẻ 300 phần quà cho 300 anh chị em khó khăn tại vùng sâu vùng xa. Và địa điểm ngày hôm nay chúng con đến đó là một cái giáo điểm xa xôi thuộc giáo phận Mỹ Tho tại tỉnh Đồng Tháp. Đó là giáo điểm Kho Bể thuộc xã An Bình, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp. Và để chuyến đi ngày hôm nay có mặt tại 4 giờ sáng thì các thành viên đã thức từ 1-2 giờ sáng và phải lên xe. Đây là những thành viên trong nước cũng như hải ngoại đã tham gia chương trình mỗi tháng để đi đến những nơi vùng sâu vùng xa thăm viếng và chia sẻ những món quà này. Người ta thường nói rằng của một đồng thì công một lượng. Đây là những thành viên có một cái tấm lòng rất là lớn vì luôn luôn hướng về những người nghèo. Và đây là những thành viên từ Sài Gòn, ở Vũng Tàu, Đồng Nai, tỉnh Tiền Giang v.v. Và đặc biệt đó trong chuyến đi này có những anh chị em ở xa, đó là từ Đức cũng như từ Na Uy cũng như từ Hoa Kỳ trở về đây để đồng hành với chương trình. Sáng hôm nay trong khi chờ đợi xe đến để đưa các thành viên đi thì chúng con xin được gửi đến cho tất cả quý ông bà anh chị em những cái thông báo để tất cả quý ông bà anh chị em chúng ta cùng hiệp ý và cầu nguyện cho chương trình sáng hôm nay đi đường được bình an và tốt đẹp. Một lần nữa xin được gửi lời chào đến cho tất cả quý ông bà anh chị em. Và con sẽ chia sẻ thêm thông tin khi đến nơi. Để cho quý ông bà anh chị em biết thêm, một lần nữa xin trân trọng kính chào. Bàn tay chia sẻ áo cơm, bàn tay phân phát niềm tin, bàn tay xây đắp hòa bình, bàn tay xoa dịu vết thương. Bàn tay em nắm ngón cừu xa, bàn tay anh nắm ngón đăm đà, bàn tay em mềm mại thiết tha, đem bác ngay dòng tình bao la. Bàn tay anh rắn chắc tinh hoa, hay công bằng dòng lương thứ tha. Bàn tay bao nét đẹp của chúng ta, hãy kết thành trăm chiều bóng hoa, để dâng lên Thiên Chúa tiếng ca, cùng bàn tay đơn hèn tôi ta, xin Chúa dùng tay con như là một máng truyền tình yêu bao la. Bàn tay giúp người bơ vơ, bàn tay ôm ấp trẻ thơ, bàn tay cho khách cho nhờ, bàn tay rửa sạch vết nhơ. Bàn tay em nắm ngón cừu xa, bàn tay anh nắm ngón đăm đà, bàn tay em mềm mại thiết tha, đem bác ngay dòng tình bao la. Bàn tay anh rắn chắc tinh hoa, hay công bằng dòng lương thứ tha. Ôi bàn tay bao nét đẹp của chúng ta, hãy kết thành trăm chiều bóng hoa. Và bây giờ
Chúng con sẽ bắt đầu bước vào phần trao quà cho quý ông bà anh chị em. Giờ phát quà sẽ được diễn ra trong vòng khoảng 60 phút. Con ưu tiên cho những người già lớn tuổi, các chị phụ nữ đặc biệt có thai, rồi các em thiếu nhi và sau đó là thanh niên. Bởi vì mỗi người chúng ta đều có phần quà trên tay hết, cho nên chúng ta an tâm, chúng ta có phiếu là chúng ta nhận quà. Chúng ta còn trẻ, chúng ta hãy nhường cho những ông bà già lớn tuổi. Và giờ đây xin quý bạn chị em chúng ta hướng ra bên ngoài để chúng ta được nhìn thấy các thành viên chương trình của chúng con khai mạc bước vào chương trình phát quà ngày hôm nay. Và giờ đây xin các thành viên chúng ta chuẩn bị để chúng ta chào quý bạn chị em ngày hôm nay đến đây để đón nhận những cái phần quà yêu thương của chúng ta. Giờ phát quà chúng ta xin được phép bắt đầu. Chào trân trọng đến đại diện cha phó cũng như là các cấp chính quyền và đặc biệt là toàn thể những người thân thương của linh mục Nguyễn Sang ở đây, đó là quý ông bà anh chị em, lời chào trân trọng nhất của chúng con. Cảm ơn quý vị. Ngày hôm nay con thấy trời rất là nắng đúng không ạ? Mà cha linh mục Nguyễn Sang đến đây trong cái tâm tình rất yêu thương, trong một cái giây phút ngắn thôi mà cha cũng đã chuẩn bị xong. Thưa quý vị, để được đến đây thì chúng con đã vượt hơn 200 km từ Sài Gòn về đây, và chúng con đi từ 2 giờ đêm. Như quý vị nghe cha đã nói đó, thì trước nhất là cũng xin cảm ơn cha phó cũng như là toàn thể các cấp chính quyền đã tạo mọi điều kiện để chúng con được đến đây thăm quý bà chị em. Và đặc biệt trước khi con mời cha phó cũng như là linh mục Nguyễn Sang đến đây để phát biểu những cái tâm tình ngày hôm nay đến thăm quý vị, thì con cũng xin đôi nét sơ lược thôi, bởi vì trời cũng nắng lắm rồi. Kính thưa quý vị, ở đây nếu quý vị nào biết từng nghe nhạc thánh ca thì chắc có lẽ là hơn 12 năm qua quý vị biết được một vị linh mục. Ngoài cái công việc đó là chăm lo cho giáo xứ, thì cha đã dùng cái tiếng hát của mình để thu âm những chiếc CD và bán
để mời gọi những người ta ủng hộ khắp nơi để mà dùng cái số tiền đó để mà giúp đỡ cho những người nghèo. Và những cái công việc mà Linh Mục Nguyễn Sang Tiếng Hát Vì Người Nghèo làm hơn 12 năm qua thì con xin giới thiệu đó là những công việc như là mổ mắt cườm nè cho những người già vùng sâu vùng xa, rồi cha tặng những chiếc xe lăn cho những người bán vé số, những người tàn tật. Bên cạnh đó thì cha cũng phát học bổng cho những em học sinh nghèo ở vùng sâu vùng xa. Và những công việc như là mỗi tháng, có khi là một tháng như vậy cha đi 2-3 lần đến những vùng sâu như thế này để mà thăm tặng những cái phần quà yêu thương dành cho quý vị, đó là những ký gạo tình thương, những thùng mì chất chứa tất cả cái tấm lòng của Linh Mục Nguyễn Sang thưa quý vị. Và đến ngày hôm nay thì chương trình đã thành lập được 2 quán cơm tình thương tại Mỹ Tho. Thì những 2 quán cơm mà cha thành lập tại Mỹ Tho đó thì để phục vụ cho những người cơ nhỡ bán vé số nè, hoặc là những người già cả neo đơn. Nếu mà quý vị nào có dịp về Mỹ Tho, thành phố Mỹ Tho, con xin thay mặt Linh Mục Nguyễn Sang mời quý vị đến dùng cơm. Đó là tiệm cơm 2000 của cha. Và hơn 12 năm qua cha đã miệt mài trong công việc yêu thương những người nghèo. Và chắc có lẽ là một lát nữa đây quý vị sẽ được nghe những cái tâm tình của vị linh mục rất là đáng kính, đáng yêu của chúng ta, đó là linh mục John Bautista Nguyễn Sang. Và giờ đây để không làm mất thời gian quý vị, con xin được trân trọng kính mời đại diện đó là cha phó lên phát biểu đôi lời trong buổi phát quà chiều hôm nay. Chúng ta tròn trọng cái tâm phó tay để kính mời cha phó ạ. Đầu tiên thì con xin cảm ơn chương trình Tiếng Hát Vì Người Nghèo. Đặc biệt con cảm ơn cha John Bautista Nguyễn Sang. Kính thưa quý ông bà anh chị em, thật ra thì có phần quà hôm nay thì con ngỏ ý với cha lâu rồi. Cách đây 3 tháng lúc con tĩnh tâm với cha ở Mỹ Tho, và cha nói thì cha sẽ cố gắng giúp, nhưng vì cũng nhiều nơi nữa. Thì cha thì hẹn với Tiến là tháng 8. Thì con cảm ơn cái sự yêu thương, sự quan tâm cũng như sự quảng đại của cha dành cho cái giáo điểm này, một cái vùng xa xôi hẻo lánh. Con cũng cảm ơn chương trình Tiếng Hát Vì Người Nghèo. Anh chị em thấy những người đứng đây, con thấy là anh chị em đi nhận quà cũng lớn tuổi, nhưng mà con thấy những người chương trình trong Tiếng Hát Vì Người Nghèo còn lớn tuổi anh chị em nữa. Họ đi mấy trăm cây số tới đây chúng ta cái lòng hy sinh, cái sự yêu thương dành cho tất cả chúng ta. Xin cộng đoàn trao tràng hô tay để cảm ơn. Trước tiên xin mời đại diện thì cũng xin chân thành cảm ơn quý cấp chính quyền, đặc biệt là xã An Bình A, xã An Bình B, hai xã đã tạo điều kiện cho chúng tôi tổ chức một chương trình diễn ra một cách tốt đẹp hôm nay. Xin chân thành cảm ơn quý cấp chính quyền. Xin mời anh Long, cũng là chủ tịch trong giáo điểm Khoa Bể, có đôi lời đại diện bà con trong giáo điểm của chúng ta để bày tỏ lòng biết ơn đối với chương trình Tiếng Hát Vì Người Nghèo. Và trước hết con xin đại diện người dân của giáo điểm Khoa Bể cũng như xã An Bình A và An Bình B, sự có mặt của tất cả bà con nơi đây. Trước hết con xin đại diện cảm ơn cha Nguyễn Sang, cha đã bỏ công ra quá sức công lao, và tất cả mọi người có mặt hiện diện của phái đoàn Vì Người Nghèo ngày hôm nay. Con xin đại diện xin cảm ơn cha hết lòng để giúp đỡ những người vùng sâu vùng xa như chúng con hiện nay nơi đây. Con cũng không biết nói gì hơn, chỉ xin ơn Chúa và Đức Mẹ phù hộ cho cha được dồi dào sức khỏe và để cha có nhiều cơ hội để đến với vùng sâu vùng xa cũng như tất cả mọi con có thể là nhiều lần hơn nữa. Và con xin cảm ơn tất cả đại diện cấp chính quyền của An Bình A và An Bình B có mặt hiện diện ở đây để tiếp một buổi trao quà hết sức là nhiệt tình. Và một lần nữa con xin cảm ơn tất cả và cảm ơn cha Sang rất nhiều. Con xin cảm ơn. Thì đây chúng ta trao tràng tay để chào đón Linh Mục Nguyễn Sang thưa quý vị. Cảm ơn quý vị rất nhiều ạ. Trước hết con một lần nữa xin gửi lời kính chào đến cha sở, cha phó, quý ông bà anh chị em, đặc biệt là các cấp chính quyền lời chào trân trọng nhất. Nãy giờ quý ông bà anh chị em cũng đã nghe
anh Nguyễn Thanh chia sẻ về những công việc bác ái mà chương trình Tiếng Hát Vì Người Nghèo của chúng con làm hơn 12 năm qua. Và thực sự ra một mình con không thể làm được nếu như không có sự cộng tác của tất cả các thành viên đang hiện diện nơi đây, cũng như những ân nhân trong nước cũng như hải ngoại đã đồng hành với con trong 12 năm qua. Vì thế ngày hôm nay được đến đây để mang những cái phần quà này, tuy nó không đáng là bao nhiêu, nhưng nó gói trọn cả tất cả tấm lòng của tất cả những người muốn chia sẻ đến cho quý bạn chị em có những cái hoàn cảnh khó khăn ở vùng sâu vùng xa này. Và hôm nay đặc biệt, chúng tôi rất chân thành một lần nữa cảm ơn các cấp chính quyền hai xã đã làm công việc hướng dẫn trật tự rất là tốt để cho cái việc phát quà ngày hôm nay được diễn ra tốt đẹp. Chúng tôi rất là cảm kích và chúng tôi ghi nhớ ơn của các cấp chính quyền hai xã tại nơi đây. Như lời chia sẻ của một đại diện thì con thiết nghĩ rằng một cái nơi vùng sâu vùng xa này rất cần đến nhiều người, nhiều nơi đến để chia sẻ với chúng ta. Trong trước màn ảnh nhỏ này cũng như trong cái thước phim này, con sẽ chuyển tải đến khắp nơi trên thế giới để mời gọi nhiều người hướng về nơi đây để chia sẻ đến quý bạn chị em tại nơi này. Và hy vọng rằng các cấp chính quyền sẽ tạo điều kiện, chúng con sẽ cố gắng Tết sẽ về đây để chia sẻ quà, cũng như không chỉ quà vật chất mà còn là một chương trình văn nghệ để hát cho quý bạn chị em cùng với các anh chị em nghệ sĩ. Ông bạn chị em có đồng ý không? Cũng nhờ các cấp chính quyền cũng như quý cha cố gắng sắp xếp tạo điều kiện để cho quý bạn chị em được có những cái ngày Tết sắp tới được vui, và con hy vọng là như vậy. Và giờ đây chúng con xin được bước vào phần trao quà cho quý bạn chị em. Ngày hôm nay ngoài việc trao 300 phần quà, sẽ có những phần quà may mắn gọi là xổ số lô tô để xem ai là những người may mắn trong buổi trưa ngày hôm nay. Và sau khi phát quà lô tô đó, chúng ta sẽ bước vào phát 300 phần quà này. Và ngày hôm nay ngoài những cái phần quà là gạo, mì gói, nước tương, nước mắm, bột ngọt, bánh trái, trong đó có hai vỉ thuốc cảm. Thuốc cảm đó con xin được chia sẻ với anh chị em, đó là thuốc cảm thông thường, khi nào mình cảm mình uống, và một ngày chỉ có hai viên mà thôi. Xin quý bạn chị em nhớ cho chúng ta bệnh hay uống, còn không có bệnh chúng ta đừng uống. Và uống một lần như vậy, sáng một viên, chiều một viên. Đừng có uống tưởng rằng uống bệnh, uống nhiều viên thì nó hết, cuối cùng nó không hết, uống 10 viên vô. Lỡ có gì chết thì trước hết là chết cha đó. Cảm ơn quý bạn chị em. Và giờ đây chúng tôi sẽ bước vào phần phát quà lô tô. Và giờ đây những ai đến nhận quà, chúng ta đưa cái phiếu lên cho con xem coi. Đưa cao lên. Trời, bây giờ chúng ta nhìn vào cái phiếu của chúng ta số mấy rồi, chúng ta biết ta số mấy không? Con gọi tới số mình hãy lên nha, ai tới số thì mới lên nhận quà, còn ai chưa tới số thì không lên nha. Nghe rõ chưa? Ai tới số là lên. Rồi, ok. Rồi bây giờ con xin mời chủ nhân của chiếc phiếu đầu tiên mang số 57. Rồi, ai là chủ nhân của chiếc phiếu 57 là chúng ta tới số mời lên đây. Ai 57 nha, rồi mời cô. Cô 57 đứng ngay nè cô. Một người tới số. Rồi, số thứ hai là 108. 108. 108 có không? Rồi, đứng kế bên bác đó. 104. 131. 131. Số 30. Số 30. Số 30. 134 đúng không? 130 có chưa? Rồi, xong rồi. 159. 159 nghe giùm con nha. 159. Rồi, tới số, bác tới số rồi. Mình tới số này là mình rèn bằng cái số mình may mắn nha. Số 6, con mời số 6. Ở đây thanh niên nhiều mà tới số không ha. Số 99. Rồi, con mời bác. 227. 227. Dạ rồi. Số 37. Ai số 37 đâu? 37 đâu? 37 có không? Đây 37, 37 rồi. Rồi.
Rồi con mời người số 80. Rồi 80, chào con đây. Rồi bây giờ chúng ta sẽ thấy 10 người này là 10 người may mắn tới số của mình. Sẽ nhận 10 giải khuyến khích đầu tiên, chúng ta cho tràng pháo tay đi. Rồi, bây giờ anh chị bước theo đây thì rồi đi chào. Tiếp. Chưa đứng tại chỗ con. Rồi. Rồi xin tất cả chúng ta trao tràng pháo tay, chúng ta chúc mừng 10 người may mắn. Rồi chúng con xin 10 chủ nhân chúng ta về chỗ. Con xin được thiệu những cái giải còn lại. Giải nhất thì một cái bình đựng nước đá, một cái thao, rồi một cái giỏ, một cái nồi, rồi một cái cặp, đầy đủ hết. Rồi giải nhì thì cũng như vậy nhưng mà bớt được một cái món. Rồi giải ba cũng vậy, rồi giải tư cũng vậy. Và giải đặc biệt đó là một chiếc xe đạp nhỏ. Con hy vọng là cái giải này là người trẻ nhận, chứ 10 người 90 tuổi nhận con không biết làm sao mà mang về. Nhưng mà thôi thì nhiều khi mình tới số là mình phải giận nha. Rồi đầu tiên con xin mời chủ nhân của chiếc vé giải tư. Giải tư con xin mời chủ nhân của chiếc vé số 35. Rồi chúc mừng cô. Rồi cô đứng tại chỗ đi, cô đứng tại chỗ. Rồi con xin mời chủ nhân của giải 3 mang số 283. Rồi giải 3. Rồi bây giờ giải 2 là 102. 102. Đây vô đây nè, đây nè, đây nè. 102 có rồi, có rồi. Giải 1 số 236. Dạ con kêu 236. Dạ, thì con mời bác đứng đây. Rồi bây giờ là bốn chủ nhân đã đoạt giải nhất, là con xin mời bác đứng đây. Tất cả những người đứng kế bên những món quà của mình là những người con thiết nghĩ rất là vui, may mắn được nhận bốn phần quà này. Tuy nó không đáng là bao nhiêu nhưng mà nó cũng nói đến một cái phần nào đó là chúng ta trong cuộc sống đôi khi chúng ta có những cái niềm vui bất ngờ. Và giờ đây xin các cô thành viên trao những phần quà này cho những người chủ nhân của chiếc vé giải nhất, giải nhì, giải ba, giải tư. Cô xin mời chủ nhân của chiếc vé 290 lên nhận chiếc xe đạp. 290. Số 290. Ôi. Bắt tay bên kia, đứng bên kia đi con, đứng bên kia. Hay quá. Ngồi lên xe, ngồi lên. Xe của mình ngồi lên. Đó. Rồi đứng đây, để tay cái giác ok rồi đó. Chúng ta cho tràng pháo tay. Rồi phần con về chỗ. Giờ phát quà lô tô sổ số 13 giải may mắn ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Và giờ đây chúng ta sẽ bước vào phần phát 300 phần quà này. Già yếu khô cằn tâm thần đói lạ và một lũ con thơ vô tội không tìm được tương lai. Họ là con Thiên Chúa, họ là anh em của ta.
mơ dòng tay con san sẻ cho người cùng khốn, cho môi con thắm tươi nụ cười, cho tim con thắm đượm tình người, tình bạn ai không mờ phai. Người cùi điếc thân tàn lết lê phố trường, người què bước lang thang bên đường mang tật nguyền đau thương. Họ là con Thiên Chúa, họ là anh em của ta. Xin mở dòng tay con san sẻ cho người cùng khốn, cho môi con thắm tươi nụ cười, cho tim con thắm đượm tình người, tình bạn ai không mờ phai. Nghèo đói không nhà xác sơ khốn khổ, người hành khất không nơi nương tựa, bên lề đường bơ vơ. Họ là con Thiên Chúa, họ là anh em của ta. Xin mở dòng tay con san sẻ cho người cùng khốn, cho môi con thắm tươi nụ cười, cho tim con thắm đượm tình người, tình bạn ai môi con thắm tươi nụ cười, cho tim con thắm đượm tình người, tình bạn ai không mờ mọi người.
lạy Chúa xin hãy dùng con như khi cô bình an của Chúa, để con đem yêu thương vào nơi oan thù, đem thứ tha vào nơi lăng nhục, đem an hòa vào nơi tranh chấp, đem chân lý vào chốn lôi lầm, để con đem tin kính vào nơi nghi nan, chiếu trong cây vào nơi thất vọng, để con rọi ánh sáng vào nơi tối tăm, đem niềm vui đến chốn u sầu. Lạy Chúa xin hãy dạy con tìm an ủi người hơn được người ủi an, tìm hiểu biết người hơn được người hiểu biết, tìm yêu mến người hơn được người mến yêu. Nhân lành chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân, vì chính khi thứ tha là khi được tha thứ, chính lúc chết đi là khi vui sống muôn chấp, đem chân lý vào chốn lối lầm, để con đem tin kính vào nơi nghi nan, chiếu trong cây vào nơi thất vọng, để con rọi ánh sáng vào nơi tối tăm, đem niềm vui đến chốn u sầu. Xin hãy dạy con tìm an ủi người hơn được người ủi an, tìm hiểu biết người hơn được người hiểu biết, tìm yêu mến người hơn được người mến yêu. Nhân lành chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân, vì chính khi thứ tha là khi được tha thứ, chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời. Linh Thánh ai xin mở rộng lòng con, xin thương ban xuống những ai lòng đầy thiên chi ơn an bình.
ngày qua ngày tôi luôn thưa với Chúa, con ước mong cơm ngon áo đẹp cho đời. Người đói nghèo cha ơi xin hãy song ban cho những ai còn chưa có nơi gối đầu, cho những ai còn chưa có nơi gối đầu. Vì xưa ta đói người đã cho ta ăn, và khi ta khát trao tay chén nước vơi đầy. Đời linh mục ra đi chia sẻ niềm vui, một lòng hăng say tất cả vì yêu trời ơi. Một tấm lòng con xin thưa với Chúa, xin thưa với Chúa. Con ước mong em thơ bước chân đến trường, học yêu người yêu tha nhân khắp mọi nơi. Lệ tuôn rơi thương sao những mái tranh nghèo, lệ tuôn rơi thương sao những mái tranh nghèo. Vì xưa ta đói người đã cho ta ăn, đã cho ta ăn. Và khi ta khát trao tay chén nước vơi đầy. Đời linh mục ra đi chia sẻ niềm vui, một lòng hăng say vì yêu trời yêu thương. Con xin thưa với Chúa, xin thưa với Chúa. Con ước mong em thơ bước chân đến trường, học yêu người yêu tha nhân khắp mọi yêu nơi. Lệ tuôn rơi thương sao những mái tranh nghèo, lệ tuôn rơi thương sao những mái tranh. Vì xưa ta đói người đã cho ta ăn, và khi ta khát trao tay chén nước vơi đầy. Đời linh mục ra đi chia sẻ niềm vui, một lòng hăng say tất cả vì yêu trời. Vì xưa ta đói người đã cho ta ăn, và khi ta khát trao tay chén nước vơi đầy. Đời linh mục ra đi chia sẻ niềm vui, một lòng hăng say tất cả vì yêu thương. Tay hát gặp nhau đây rồi chia tay, ngày và như đã vượt qua trong nắng say. Đưa nắng lên còn chưa phải đường chưa sang mới hẹn mai ta sớm vay, đường chưa sang mới hẹn mai ta sớm vay. Đậu vào để nhức đầu